Võ Lâm Chí Tôn bảo đao đầu long, Võ Sư Cường Nguyễn té sát giang hồ. Xin mời quý vị và các bạn đến với Võ Sư Cường Nguyễn té sát giang hồ, màn biểu diễn thấy cực kiếm ảo của anh chỉ có ở Võ Sư Cường Nguyễn chúng ta. Hô phong hoán vũ. Đóng lắm. Đóng lắm. Tao lý